Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục sửa những cái bo mạch bếp từ mà mọi người gửi tới cho mình. Thì cái bo mạch này ấy, thì của một bạn này ở tận quận Lê Chân, Hải Phòng mọi người ạ. Với cái lỗi thấy bác ấy, bạn ấy bảo là bị lỗi công suất. Hôm nay bạn có nhận đơn hàng mình gửi túi linh kiện mình mua để sửa mà không được nên tặng bạn. Khi nào rảnh bạn xem rồi báo giá giúp mình. Tức là bạn này thì bếp từ của bạn ấy bị hỏng công suất. Đây cái bo đây này các bạn này. Sau đó là cũng tự mua linh kiện về để sửa. Nhưng mà không sửa ra bệnh. Nên mới gửi cho mình để mình xem cho. Mình thấy túi linh kiện khá là nhiều. Chứng tỏ bạn này cũng đầu tư thời gian cái thứ này. Chúng ta sẽ để ý này. Đây là DZ18V này. Diode cầu này. Diode này. IGBT này. Tụ này. Khá là nhiều linh kiện nhé. Rồi cả chan SMD này, tức là bạn đã đầu tư và trong quá trình ấy, bạn ấy lật qua lật lại mình thấy nó đứt rất nhiều cái ấy rồi, cái chân của cái mâm từ rồi, bởi vì cái thằng mâm từ này là cái thằng không chúng ta không tháo ra được mà như mình sửa thôi, nhiều khi mình phải tháo ra mình sửa trên bo của mình trước đỡ phải lật ra lật lại. Như cái này thì mình với khách ở nhà quê mình thì mình kiểu gì mình nối là được, nhưng mà với bạn này khả năng khi mình sửa xong ấy là mình sẽ thay cho bạn một cái mâm từ xã xác của mình cho mâm từ khác, chứ gãy như này không đảm bảo chút nào. Nhưng mà quan trọng là bây giờ phải phải biết là vi xử lý nó còn sống hay không, nó có sống thì mình sẽ vẫn sửa lại cho bạn ấy bình thường mọi người ạ. Đây là chúng ta sẽ để ý này, nó chết công suất thôi, bạn ấy đã làm rất nhiều. Cầu chì này, tụ hai con tụ này đã thay rồi nhá. Con này tờ cái media này tụ nó rất lành, nó ít chết lắm mọi người ạ. Tụ là tụ bé này thôi. Đây này, tụ 0,3 cộng hưởng này, tụ 5 mm này. Mình sẽ đo thử xem tụ có lỗi không. Tóm lại là khi mọi người mà không có đồ nghề, không có linh kiện à không có linh kiện là một này, hoặc không có đồ để kiểm tra xem nó sống nó chết ấy, thì có thể là mọi người sẽ phải mua tự mua mua mới, nghĩ là nó lỗi thì mua mới để thay. Thì nó rất là mất công đấy, tụ 0,3 ok nhá. Tụ 5 mm này. 5 mm chết toàn phải lỗ thôi, nhiều trường hợp thì chết đứt thôi. Đều ok nhá mọi người nhá, 4,87 4,9. Như vậy là tụ không sao cả. Và cái tụ 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 xanh này thì thấy mọi người mua trên thị trường và tụ xanh này thì nó đắt và nó bền hơn. Nhưng mà nó sẽ vẫn không đảm bảo bằng con tụ zin của nó mọi người ạ. Nên mình sẽ test thử vi xử lý đã. Vi xử lý thì mình sẽ có một cái bộ cấp nguồn của mình tạo ra 5V nhé. Thì mình hay cứ nhìn con rờ thăn to bự, nó là GND. Sau đó mình cấp vào dương 5V, đây dương 5V đây này. Như vậy là loa kêu là vi xử lý sống. Thì mình sẽ sửa được cho bạn đây là cái chắc rồi. Thì với IGBT mình nhìn qua thì IGBT này bạn này mua mới trên thị trường, như IGBT này không khai thác được dòng lớn được như zin của bếp này được, nên mình sẽ phải thay cho IGBT giá máy của mình cho nó tốt các bạn ạ. Ôi chả hiểu sao là con này nó chết công suất không mà bạn ấy còn thay cả AP8012 này. Đây con IC zin của nó này mọi người này, thay diode thay rất nhiều kiểu luôn. Đó là nhà bạn như vừa sửa vừa học đấy mọi người ạ. Do sau đó là chán quá hay sao ấy. Đấy mọi người nhá, khi mọi người không chuyên ấy, giả sử nó hỏng những cái ban bệnh đơn giản thôi thì chúng ta, hoặc là hỏng hóc rất là đơn giản thôi thì chúng ta có thể tự sửa được. Nhưng nếu mà nó hỏng sâu hơn, mình với ví dụ đơn giản nhất như là con này của bạn ấy là chết công suất. Ví dụ có nhiều trường hợp chết công suất đấy là chỉ có chập IGBT thôi, cháy cầu chì thôi, thì chúng ta có thể thay hai con đấy nó chạy được. Nhưng nhiều trường hợp ấy nó sẽ đưa ngược lại, nó chết cả khối driver này, thì chúng ta phải có linh kiện chúng ta thay. Nhưng khi mà các bạn không chuyên ấy thì có thể là các bạn sẽ thay nhầm giữa con này và con kia, bởi vì chúng ta không hiểu mạch. Những cái view mình chia sẻ ấy, là đa số ấy, là mình hay bám sát giữa, phân tích sâu vào những cái đường mạch đi như nào để cho chúng ta nhận biết được con này là con gì và dòng chảy ra sao để mọi người có thể tự nhận định được ấy. Chẳng hạn như đây là con DZ nhá. Nó ghim 18V đấy, bạn đã mua hẳn một dàn DZ này này. Rồi cả điện trở 100 ohm đấy. 100R này. Thì chúng ta sẽ thấy ấy, là con DZ nó có nó ghim như này mọi người này. Đây là
Alot, đây là ca tốt nhưng bạn đang lắp ngược rồi này. Nó có cái dù con DZ nó có mũi tên bên trong này. Đây mình gỡ cho mọi người tham khảo này. Đấy, khi mọi người không chuyên mọi người sẽ tự tạo ra cái bàn đấy các bạn nhé. Đôi khi là không biết tại sao hay là không tìm ra được bệnh, mất công mất thời gian đấy. Nên mọi người mà không chuyên ấy thì cũng có thể là tự có thể là đem ra thợ ở gần chỗ bạn ấy, là có thể thợ sẽ làm cho họ sẽ bảo hành. Chúng ta sẽ để ý này, con diode này nhé, bạn ấy đang lắp hoàn toàn ngược rồi nên ngược này nó mất hết xung luôn thì nó cũng không thể chạy được. Nhưng con này mình phải kiểm tra nhiều, bạn ấy lộng rất nhiều chỗ, nhiều vi xử lý sống mình sẽ kiểm tra nhiều tất cả mọi thứ xem nó ok không. Mình đoán là do con DZ này bạn ấy lắp nhầm dẫn tới nó không phát xung, nên bạn kiểm tra cả ACD, cả khối nguồn, cả driver vân vân rất là nhiều luôn mọi người ạ. Nhưng mà không ra bệnh nên nó gửi cho mình đấy, chán quá gửi cho mình, còn bảo mày tặng mình luôn cái túi linh kiện bạn ấy mua để sửa nhưng không được ấy. Cái này mình sẽ xử lý cái chân này, mình lắp cho khách thôi, ở quê mình thôi, chứ cho bạn ấy thì vận chuyển đôi khi nó lại bị bong mất, nó lại bị gãy mất. Mình sẽ lắp cho bạn ấy cái mâm từ xã xác kia của mình, nó cũng như này thôi, bởi vì nó gãy mất nhiều quá rồi này các bạn này, gãy nhiều quá nó không đảm bảo được hoạt động bình thường nữa mọi người ạ. Với cái lỗi chết công suất thì như mình đã có những cái video mình chia sẻ rất kỹ rồi, cái video mình sửa bếp từ support ấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hai tụ rồi IGBT chết thì phải thay rồi, cầu diode này xem nó hở lỗi không. Con cầu diode này là bạn ấy thay nhá, con cầu diode zin của nó là như con main này à, bạn ấy mua nhiều cầu kinh. Con main này là con diode này mới là con diode zin của nó này, SD20SB80 này, tức là 20A800V này. Còn đây là những con 2510 bạn ấy mua này. Thì mình to thử cho nó có sống không nhá. Hai con ok này. Hai con ok, như vậy là cầu diode nó vẫn sống mà. Những con diode sống này thì mình sẽ lắp trả lại kể cả tụ thế để cho nó tăng cái độ bền, bởi vì linh kiện zin của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều mà. Thì nó chết công suất thì chúng ta sẽ kiểm tra những con linh kiện đấy là một, và quan trọng là chúng ta sẽ kiểm tra linh kiện khối driver, cụ thể là hai con IC à hai con chan nó đẩy kéo 8050 và 8050 G3i và 2TI này này. Bạn ấy cũng mua ấy đây này, cũng mua chan dán đây nhá mọi người nhá. Đó cũng là hai con hai loại khác nhau này. Nhưng không biết là bạn thay có chuẩn không thì tí nữa mình sẽ kiểm tra. Và mình sẽ xem con IC AP8012 chuẩn của nó xem ok không, mình nắp trả, chứ con này mua trên thị trường mình cũng không rõ là tốt hay không. Tóm lại là zin của nó càng tốt. Đấy, tụ này, tụ 102 một cái kilovol của phần ACD ấy, bạn ấy mua rất nhiều luôn. Có tóm lại bạn ấy cần con gì là bạn ấy mua, bạn đầu tư bạn mua các bạn ạ. Rồi diode chỉnh như bạn ấy thấy lỗi thì bạn có mua này, 4007 này mọi người, cuối cùng không sửa được do bạn ấy không chuyên thôi, chứ không phải có thể bạn ấy không chuyên, bạn không giỏi về vấn đề sửa chữa, nhưng bạn ấy lại giỏi về vấn đề khác mọi người nhé, về thiết là về cái về những cái lĩnh vực khác thì bạn ấy lại giỏi, nên chúng ta sẽ phải không thể là chê chắc gì các bạn ạ. Thì mỗi người có một cái, như mình ấy, thì mình làm lâu năm thì mình sẽ có kiến thức rất vững về vấn đề sửa chữa mao bảo hành, nhưng cái vấn đề nào đó khác mà không phải trong cái lĩnh vực của mình ấy, thì mình lại rất là kém, và những người kia họ chuyên về sâu về những cái lĩnh vực đấy thì họ lại giỏi. Do đó mà chúng ta không thể chê trách được, mỗi người một nghề đó là như thế nhá. Bây giờ mình sẽ thử xử lý cho mọi người tham khảo xem nó lỗi ở đâu nha, và mình cũng bắt lỗi cho bạn ấy bị gặp những vấn đề chỗ nào trong những video, trong những cái đoạn ấy, mình sẽ quay cho những bạn mọi người những cái đoạn đấy. Sau một hồi thì mình cũng phục hồi nó bo trở lại trạng thái mình cố gắng là những con linh kiện nào của nó còn tốt ấy, chưa chết ấy, thì mình đã lắp lại đơn giản như hai con tụ này, rồi cầu diode này, rồi con tụ 102 trên cái đường nhận biết ACD này. Tụ của bạn ấy mua khá là nhiều, nhưng mà tụ của bạn mua thì nó là cái loại tụ chân nó rất là bé mọi người ạ, nên có thể lắp nó vẫn ok đấy, nhưng mà mình vẫn cố gắng, tụ của nó tụ theo máy của nó thì nó vẫn to hơn mọi người nhỉ, chân to hơn và trông xác to hơn. Thì tiếp theo thì kể cả con IC nguồn AP8012 mình cũng thay, bởi vì mình đo thấy nó không chết mọi người ạ. Rồi một con diode ở đây của cái đường nguồn ấy, thì bạn ấy cũng mua diode để thay đấy.
mua diốt 4007 này, chân nó rất là bé, mình cũng thay rồi, thấy nó sống. Và tiếp nữa con điện trở 100 ohm này, trên cái đường cấp nguồn 18V cho khối đời vào ấy, thì mình có đấy bạn thay, nhưng con điện trở này chả hỏng nên mình cứ để đấy, kệ nó, mình không sao cả. Và quan trọng là con IC nó chết, con IGBT nó chết, mình đang thay một con IGBT bóc máy của mình, nó là con H20R1203 này. Thì con đây là con IC zin bản bị chết này, lưng nó rất là bóng. Còn đâu những con IC bản như mua ấy thì nó vẫn là lưng bóng nhưng mà nó rất là mờ, nó kiểu như là bóng không bóng như xịn. Thì con IGBT này mình nghĩ là nó sẽ hoạt động không ổn định, không dòng không được cao, rất là nhanh chết. Nên mình ít rất nhiều người đem đồ cho mình sửa những con IGBT đấy, mình toàn bỏ thôi, mình không dùng các bạn ạ. Nó do mình đoán là chất lượng nó kém, hoặc là chúng ta khai thác khoảng 6,5 hoặc 7A thì khả năng vẫn được, nhưng nó vẫn sinh nhiệt nhiều lắm. Nhưng mà những con Iglo bóc máy mình đã test những cái bếp từ nó ok rồi, nên mình nắp ok nhá. Và kể cả cái con này nữa này, cái con ADZ ấy, bạn ấy mua ấy, mình cũng không có thời gian mình thò ra mình đọc rồi nó mờ lắm. Đó là ADZ 1W mà, nên mình lấy cái máy đo test IC của mình test thì đúng là nó ADZ 18V. Và mình chỉ cần đảo ngược lại chân nhé, khả năng hay là đây chính là cái lỗi mà bạn ấy bị nhầm nên không phát xung, tức là xung không tới IGBT thì sẽ dẫn tới kêu tít tít ấy. Bạn ấy kiểm tra nhiều thứ linh tinh lắm, ACD này, rồi mạch nhận lồi cái thứ ấy, khả năng đấy chính là cái lỗi mà do bạn ấy không chuyên nên bạn đã lắp nhầm con diode này. Khi lắp nhầm con diode này thì xung kích cho IGBT được bao nhiêu ấy, thì nó chảy xuôi qua con diode đấy về mát hết, nên dẫn tới là IGBT không nhận được điện áp thì nó không hề mở nhé. Và tiếp nữa ấy, là cái bộ ba con linh kiện SMD 8050 8550 này này, thì bạn cũng mua linh kiện giã này, mua 10 con 2TI và Z3I, đó là con 8050 nhá, chăn ngược nhá. Còn đâu 2TI nó là con chăn thuận 8550 nhá. Thì bạn ấy cũng lắp chuẩn không sai, nhưng mà mình đã thay cả ba con này khác. Con 8050 là con tiền kích, mình mà hay bảo mọi người không khuếch đại đệm, mình hay bảo mọi người là không cần kiểm tra ấy. Thì mình có lấy một con ở giã xác của mình, bởi vì ấy, mình có thấy ấy, cái linh kiện SMD nó rất kém, mà trong quá trình mà bếp cứ cắm điện liên tục ấy, thì con này luôn mở liên tục. Nếu mà cứ cắm 24/24 thì mở 24/24, và mình có hay gặp là trường hợp là con này hay chết lão hóa trước. Còn hai con này chỉ hoạt động khi có xung thôi, 8050 8550, nên mình hai con này mình đang nắp bằng chính linh kiện bạn ấy mua nhá, giống của mình thôi. Còn con này thì mình lắp lạc tháo trên một cái bo giã xác của mình cũng media thôi, cho nó tốt các bạn ạ. Bởi vì ấy, con SMD này có nhiều trường hợp ấy, là mình gặp nó hay chết cái con trong này thôi. Còn hai con ngoài chỉ chết khi IGBT lỗi mọi người nhá. Nên do đó mình cứ lắp con mua trên thị trường là nó vẫn ok, mà bởi bản chất mình mua con này nhiều lắm. Mỗi mã mình mua tận 50 con, mua tại Trung Quốc rất là rẻ luôn, dây dài luôn đấy mọi người ạ. Đây đây mọi người này, đấy, không biết là 50 con hay 100 con, dây dài long hoàng luôn, con S8050, nhưng mình nắp vẫn ok hết. Bây giờ mình sẽ ghim điện, cầu chì. Bạn ấy lắp cái cầu chì 15A, mình có đang thay bằng cái cầu chì 12,5A giã sát từ cái bo media của mình cho nó chuẩn duyên, hoặc mình hay lắp 10A thôi. Và mình cũng đã ra mình dùng xăng mình vệ sinh qua, rửa xa qua, nhưng sau đó khi rửa xong ấy, nó bắt đầu là cái keo của nó ra, nó cứ dính nhầy nhầy à. Mình phải lấy máy sấy tóc mình sấy khô đi thì nó không dính nữa mọi người ạ. Cái keo bếp media, những bếp từ nó luôn có một cái sơn phủ chống ẩm, và mình cũng thấy có vết dán nhá. Con này của bác ấy, của bạn ấy cũng đã có dán 5 tổ. Bây giờ mình sẽ, vì bạn ấy không đem cho mình cái bo điều khiển, nhưng mà mình đã đang sử dụng một cái bo này, một cái bếp này là của khách vừa hôm qua mình sửa, mình điện cho khách rồi, khách chưa lấy. Khách này là anh lái taxi, bếp này là bếp bác khách chuyên dùng để nấu ăn hàng ngày. Nhưng mà đang mượn được một cái bếp của người thân nên vứt nhà mình gần toàn nay rồi. Hôm qua mình sửa được mình mới điện nhưng mà chưa tới lấy, bảo là lúc nào em qua. Bây giờ mình sẽ ghim điện, mình sẽ đo thử xem nguồn ok không đã, bởi vì đang phục hồi lại cái cả con IC nguồn zin của nó mà. Để chúng ta sẽ tham khảo nhá. Sau đó mình sẽ lắp mâm từ để chạy thử xem nó thế nào. Ghim qua bóng đèn thôi các bạn nhé, ghim ổ điện qua bóng đèn thôi. Bạn nào xem kênh của mình nhiều các bạn sẽ biết rồi. Đấy, như thế là nó sẽ chạy rồi đấy, là nguồn ok đấy. Mát mình lấy ở xăng này, 18V ra nhá, mình đo 18V ra này. Đây là 18V ra này. Đấy, ok nhá.
nó luôn là 19V vì ổn áp bằng DZ mà. Ở đây là qua con điện trở 100 ohm ấy là đi tới driver đấy nhá. Nhiều trường hợp đấy là đo đây là 5V hoặc là dưới rất là thấp là do khối driver đang chập ấy. Mình đo này mình xác định là driver của mình đang ở chế độ chờ ok các bạn ạ. Còn tiếp theo mình thử đo cái đường ACDS nhá. Bạn ấy cũng đã sờ được ACDS mà. Đây là đường cái máy này tại sao đấy? Giờ này nó cứ tự tắt thế này. Đây là đường nhận biết tần số này thì ok này. Tầm khoảng trên dưới 1V mà. Đường nhận biết độ lớn nhỏ thì bạn ấy đã còn mua cả con 10K mà thay đây này. Nó tầm ở xấp xỉ 2, xấp xỉ 3V đấy. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ lắp mâm từ. Đây mình chuẩn bị cho bạn một cái mâm từ khác. Cái mâm từ này của bạn ấy bị đứt mà. Đứt mất nhiều phết đấy, 6 sợi rồi. Thì lắp mâm từ này thì cho mình tham khảo cho chúng ta nhá. Cái nguồn nào nguồn dương này, đây là nguồn dương này. Dương 300V này thì là mình lắp vào lõi bên trong nhá. Lắp vào cái dây bên trong nhá mọi người nhá. Làm cho cái từ trường nó xoắn từ trong ra. Mình thấy các bếp từ nó đều như thế. Có cá biệt có một số bếp từ thì họ lắp ngược, nhưng mà lắp ngược lắp xuôi thì nó chả sao đâu, nó vẫn chạy đấy. Nhưng mình nghĩ là lắp chuẩn như thế này, xoáy từ trong ra, tức là 300V vào trong trước, thì có khả năng là bếp nó sẽ nấu theo kiểu nồi bé nó vẫn ok. Nồi đáy nồi bé thì nó không bị tổn hao về năng lượng các bạn ạ. Tổn hao năng lượng nhiều bằng cái lắp ngược lại. Cái này những cái bếp từ media nó tiết kiệm đến cái ấy đây này. Cái chân hà cái cốt bắt này này, vít bắt các thứ này nên hàn như này khi sửa mình hay cuốn băng dính kiểu như này này để lật qua lật lại nó không bị ấy mọi người ạ. Không bị gãy như mình ấy những cái dây EMI nhôm. Mình cũng không rõ là bếp của bạn ấy có phải là lõi như như này không đâu các bạn nhé. Có thể là nó là lõi kiểu khác đấy các bạn ạ. Nhưng mà do media nó trùng chung bo nhiều nên mình lắp vẫn ok thôi mà. Và con media dòng này nếu mà model này mình thấy là khi chạy mình nhôm này khá là nóng bởi vì nhôm nó rất là mỏng. Mình sửa cho khách mình hay có chơi trò đây, những cái bếp mình đang lấy vỏ này này. Mình hay tản cho cái lắp một cái miếng tản nhiệt như này để nó chạy ra đến tận đây nó gần quạt gió này nên IGBT nó mát hơn nhá. Đây là cái mẹo thôi các bạn ạ, để tăng cái độ bền đấy. Khả năng con này thì mình sửa ok xong mình cũng làm như thế cho bạn ấy. Chiết áp thì mình đo không thấy sao và mình đang vặn chiết áp vẫn để nguyên bản, mình có vặn qua vặn lại, mình cho ít dầu mình nhớt vào mình vặn qua vặn lại. Và mình để ở vị trí cũ của nó, không biết là bạn nó có quay xoay chưa thì mình không rõ, mình để ý vị trí cũ của nó là vị trí ở giữa ấy. Cái bếp từ này hơi bẩn. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện qua ổ điện, qua bóng đèn trước nhá mọi người nhá. Đấy, lên nguồn nhá. On này. Đấy, tít tít này đang phát xung đấy. Dòng này thì nó không kêu tạch tạch to đâu. Và mình đặt nồi lên chúng ta để ý cái bóng nhá. Khi nó nhận nồi là nó không kêu tít tít nữa. Và bóng sẽ nhá sáng và sập nguồn như chơi đấy. Không kêu nữa. Đấy, ok nhá. Và bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp thôi. Và chúng ta xem cái dòng ăn nhá. Đấy, đã cắn rồi. Nghe kịch phát là ok này. Cái này đang hơi ít nước. Nó bốc vào mà camera giờ đấy. Tăng công suất này. Tăng nữa này. Như vậy là khoảng gần 8A. 8A nhá mọi người nhá. Bây giờ mình cho chạy cho sủi nồi nước này rồi mình kiểm soát nhiệt như thế nào. Con này lên lên thêm một cái miếng táp nhôm thì nó sẽ đỡ nóng IGBT hơn mà mọi người ạ. Khói đang bắt đầu bốc rồi mà hơi ít nước. Rất nhiều bạn ấy là sửa bếp từ ấy, sửa ok bắt nồi như này rồi ấy. Nhưng chạy tới tầm 1 phút phát là nó lổ lại lổ bụp cái ấy. Thì đó chính là khả năng, đó chính là những con IGBT này này mọi người này. Đó là những con IGBT chúng ta mua trên thị trường tầm 25 đến 30 nghìn ấy, là chất lượng nó kém à. Hoặc đó là do mạch lỗi dẫn tới là ăn dòng cao quá. Ăn dòng cao quá, ví dụ như ăn đến 9A chẳng hạn thì là con IGBT lởm nữa nó không chịu được thì nó cũng nhanh chết nhá mọi người nhá.
Thì cái đấy thì mình đã làm những cái video mình đã nói rất nhiều rồi. À, con IGVT zin của nó rất là bóng này luôn. Bóng lắm mọi người ạ. Còn con IGVT lởm thì nó mua trên thị trường ấy thì nó cứ mờ, nó cũng là lưng bóng nhưng cứ mờ mọi người nhá. Con tụ này khá chất này, bạn mua tụ chất lượng tốt này. Khả năng vẫn dùng ok này. Cầu diode thì mình cũng chưa để ý, nhưng cầu diode này khả năng cũng là tốt đấy. Không rõ nhưng mà nó là mới thì mình cũng ít lắm. Mình toàn mua cầu diode dã máy thôi. Và những cái men sắc này của mình bây giờ còn cầu diode nó toàn 35A, toàn 25A hay là 35A ấy các bạn ạ. Để mình nhìn thử xem nào. Nó đang sủi rồi đấy. 25XB80, 25A mọi người ạ. Những cái men giá của mình này có lô này. Cầu diode tốt. Nó đã sủi rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ test thử xem nó nóng không. Mình nghĩ là nó ok thôi mà, vì linh kiện mình thay nó tốt nè. Sau đó mình sẽ test táp cho thêm một cái miếng nhôm nữa cho nó bền. Nhưng mà cái con này khi chạy là cái phần này rất là nóng nhá mọi người ạ. Tí nữa mình phải hàn ngấu lại, bởi vì là giữa cái sắt này và cái nhôm này là nó sẽ có lỗi trở và nó sinh nhiệt mà. Nhà sản xuất họ dùng cái dây mâm từ, đó là dây nhôm để do giảm giá thành, nên nó có cái nhược điểm. Những cái dòng bếp mỏng ấy, nó tản nhiệt kém ấy thì nó còn cháy luôn cái chân lên luôn mọi người ạ. Cũng gọi là có nhiệt thôi mọi người nhá, bởi vì nó ăn đến 8A mà mình vẫn sờ vào được như này cơ mà mọi người. Mình sẽ táp cho miếng nhôm ở đây và cứ để dòng ăn như này cho bạn đấy. Như vậy là mình đã sửa cho bạn ấy ok nhá. Khi mà mọi người không chuyên ấy, thì có thể tự mình sẽ làm ra lỗi. Và khi chúng ta mua linh kiện trên thị trường ấy, mình rất nhấn mạnh cái vấn đề này là linh kiện của chúng ta mua chất lượng không tốt. DZ thì ok, chan to thì ok đấy. Nhưng mà những con IGVT mình chả hiểu sao mà tại sao lại làm nó lại lởm thế. Có lẽ nó liên quan đến giá thành. Bởi vì ấy, cái lô IGVT của mình đặt cho nhà phân phối họ nhập cho mình ấy, là con H30R1353 ấy, là con đấy mua tại hãng, tức là thì cái công ty của Trung Quốc mua cho về phân phối cho về cho để mình sửa lỗi cho cái hãng của họ, mà đã rơi vào 7-8 nghìn một con rồi, gần 80 nghìn một con rồi. Còn những con H20R1203 xịn ấy, có thể trên thị trường nó rơi vào 60-65 nghìn mới chính hãng và ấy đấy. Còn những con IGVT chúng ta mua có 25 hoặc 30 nghìn này thì kiểu gì nó cũng không thể là ok được các bạn ạ. Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá, chào mọi người.